cũng từ bạn chuyện chị. Như như ông đã biết thì tôi xin đại diện cho công ty xây dựng PMB trình bày cái thông qua của cái chất lượng trong công tác thiết kế cũng như công tác thi công như cái góc nhìn của nhà thầu, cách mà nhà thầu tổ chức về cái thế này để mà nó đạt được cái mục tiêu của trình bày thì nhiên phải nói về cái khái niệm về chất lượng đã giờ thành của rất nhiều những người của ông luôn cũng sẽ có thể những người của chúng tôi đã nhắc lại từ cái khái niệm tiếp tục đó là cái phần mô hình cái áp dụng cái mô hình của cái chất lượng đó trong cái việc thiết kế như này được trong cái này thì về những chất lượng rồi do đó là có mức độ của một phần là các tính vốn có của đối tượng đáp ứng các yêu cầu được nêu ra của khách hàng cho cái đối tượng đó thì ở đây tôi muốn có một cái sự công bình này để có và định định cũng có nói đó là chúng ta cần một cái sự công bình đó là chất lượng của dự án xây dựng nó sẽ khác với chất lượng của công trình xây dựng. Cái dự án xây dựng nó bao gồm cái công trình xây dựng mà cái thường chúng ta có cái sự nhầm lẫn này hay có cái khái niệm nhầm lẫn đó là hay nói đến chất lượng và cái chất lượng của cái sản phẩm xây dựng của mình tuy nhiên không phải vậy tôi có rất nhiều để các anh em có để ý về việc này chỉ thấy ví dụ như dự án có hai cái công tác kiểm tra ngang xây trên cùng một công tác giao cho hai ông nhà thầu khác nhau và yêu cầu về chất lượng về sản phẩm về cũng là như nhau hết nhưng một anh thì là bàn giao hai anh là bàn giao các sản phẩm cuối cùng giả sử là đều là 10/10 chất lượng sản phẩm nhưng một anh làm thì có nhiều tai nạn làm với tiến độ dài hơn và với chi phí lớn hơn thì cái chất lượng của cái dự án của cái anh đó nó thấp hơn cái anh một lần thì nó dễ và tại sao tôi nói cái chuyện này bởi vì tôi nói như thế để nói đến cái phần sau đó là quản lý chất lượng của cái dự án đó chúng ta không tách rời ra cái các loại dự án của cái dự án không thể tách rời khỏi an toàn không thể tách rời ra khỏi tiến độ không thể tách rời ra khỏi chi phí và như thế cái việc quản lý chất lượng tổng thể đó mà ổn thì may ra cái quản lý chất lượng đầu cuối nó mới ổn được. Cái tiến độ đấy đặt thì qua hơn sáng thì không có cái vấn đề nào cái gì mà đặt chất lượng hoặc là mua sắm mà quản lý chất lượng mua sắm tốt thì không thể nào mà cái tiến độ cuối nó ổn được. Thì cái mô hình quản lý chất lượng theo tiến bộ lúc này chỗ anh định cái anh nói là nói cái quản lý ở mức cổ quản lý thì nó có coi như là hoạch định quản lý chất lượng và kiểm soát chất lượng. Cái quản lý chất lượng thì mỗi lần trước đây thì đó là đảm bảo chất lượng nó khác nhau một chút xíu thôi. Và cái phút cuối cùng tức là cái này thì tôi dùng cái ISO tức là sau khi kiểm soát chất lượng xong, nếu nó có nghề thì chúng ta sẽ tham mưu để nó ở đâu trong cái tiến trình triển khai phục vụ cụ thể quản lý chất lượng hai lần tại vấn đề của đảm bảo chất lượng. Chúng ta có cái bảng người phải là cải tiến chất lượng của tổ chức của hệ thống. Trong việc thiết kế thì quy trình đi theo cái mô hình này á, là sẽ dùng để triển khai các cái bản thiết kế và trong việc thiết kế và trong việc thì nó cũng trong giai đoạn thiết kế thì cũng đưa ra hoạch định đảm bảo và trong thi công thì nó cũng tương tự như vậy. Trong cái hoạch định chất lượng thiết kế thì cái này là cái đơn vị Việt Nam ít rất ít cái đơn vị tư vấn của công ty khi tôi làm giám đốc PMB của các tập đoàn xây dựng tới thì có mời các đơn vị tư vấn tới thì họ bảo đánh giá thì gần như không có là đại học có thể không có cái gì cái nghề nghề đó thì nó rất là lạ. Cái thứ nhì là khi mà họ làm cái mặt quản lý cái mặt đó không biết bên cạnh nó có cái gì luôn thì cái thứ ba nếu mà không có cái mặt quản lý cái làm sao chúng ta có thể bàn giao được cái sản phẩm thiết kế và đúng tiến độ đầy đủ thành phần hồ sơ và đúng chất lượng thiết bị của khách hàng thì ở đây tôi muốn giới thiệu cái quản lý thiết kế tức là
trong cái tổ chức thiết kế sẽ đưa ra một cái học bổng thiết kế, ở trong đó nó leo lên cái gì, nó leo lên cái nó đúng thì nó gọi cái gì là gọi cái tưởng mà tức là cái nó leo lên cái cách thức tổ chức cái nguồn lực của đội ngũ của nhà thầu tư vấn thiết kế làm sao để mà đảm bảo được cái đầu ra của thiết kế mình đạt được để yêu cầu khách hàng, thì nó có sơ đồ tổ chức, nó mô tả chức năng nhiệm vụ, nó có các cái cuộc họp triển khai trong suốt tiến trình thiết kế, nó có cái cách thức triển khai thiết kế của từng bộ môn, kiểm soát chất lượng đầu vào, có cái điều phối giữa các bộ môn, kiểm soát chất lượng đầu ra, kiểm soát cái thay đổi của thiết kế, vân vân, nó phải có cái đấy. Rồi ở qua cái giai đoạn thứ nhì, tức là cái tổ chức quản lý thiết kế thì ở đây là cái sơ đồ tổ chức của một cái dự án DB trong cái khóa học đó là của cái giai đoạn thiết kế. Thì ở đây nó phải có cái này thì là quen thuộc của mọi người, nhưng mà còn cái quan trọng đó là cái nhân sự của vị trí này phải phù hợp để quản lý thiết kế. Sau đấy là một cái thứ mà người ở mình cũng biết thấy là đó là phần đầu của dự án thiết kế là phải nhìn ra được cái thành phần hồ sơ bàn giao của từng bộ trong từng giai đoạn thiết kế, ví dụ như kiến trúc ở giai đoạn cơ sở, ở giai đoạn concept, xếp ở giai đoạn cơ sở, ở giai đoạn kỹ thuật hay kỹ thuật, nó thành phần hồ sơ bàn giao gì nhà gì được của thành viên công việc, rồi từ cái thành viên công việc đó, từ cái tiến độ tổng về thiết kế của khách hàng được đặt chúng ta lập ra, và cái nguồn lực mà của tổ chức trên cái sở tổ chức đang trước chúng ta lập ra cái lượng cái gì. Thì như thế thì chúng ta mới đảm bảo được là từng giai đoạn thiết kế chúng ta bàn giao được cũng có thể như thế. Rồi có một cái nữa cũng chia sẻ là cũng quan trọng như thế, là từ cái thành phần hồ sơ bàn giao đó nó có được cái chi tiết các cái công tác thiết kế, và từng cái công tác thiết từng công việc công tác thiết kế này thì nó sẽ có đầu vào của nó là từ bên nào của là ai triển khai, ai sơ tán, ai triển khai, ai hoàn thành, thì cái việc làm như thế nó sẽ giúp cho cái phối hợp thông tin giữa các bên rõ ràng, nó giảm cái sai lỗi. Mà thường là quản lý dự án là quản lý thông tin, mà thông tin nó rối là dự án nó sẽ rối. Cái việc này nó sẽ giúp cho việc quản lý thiết kế hiệu quả. Thứ ba là của cái đảm bảo chất lượng thiết kế. Lúc nãy giờ tôi đã nói là cái tiến độ là chúng ta bàn giao đúng kế hoạch, cái phạm vi công việc thiết kế chúng ta bàn giao đúng thành phần hồ sơ và cái cuối cùng là bàn giao đạt chất lượng. Thì để bàn giao đạt chất lượng thì chúng ta cần có một cái danh mục kiểm soát chất lượng, có nghĩa là từ cái bản vẽ, từ cái chứng minh tính toán kỹ càng của nó là không thể chế tiết về chất lượng. Cái chế tiết đó được thiết lập bởi cái người quản lý của một phần và của toàn bộ dự án và của người chủ nhiệm của dự án. Thì dùng cái chế tiết để kiểm soát chất lượng đầu ra thì như thế nó mới là quản lý được chất lượng. Và kiểm soát cái chất lượng thiết kế thì nó sẽ thông qua các cuộc họp, và nếu nhìn ở góc độ của thiết kế này thì nó sẽ có hai cái cuộc họp lớn, đó là cái nhóm cuộc họp của từng bộ môn thiết kế, thì ở đó còn phải bao về cái cuộc chuyện về tiến độ, về đầy đủ thành phần hồ sơ, rồi rà soát chất lượng của chủ thiết kế, cái input, cái tính toán, cái thuyết minh, cái bản vẽ, và một điều quan trọng là kiểm soát cái sự thay đổi thiết kế. Rồi sau đấy nó có cuộc họp giữa các bộ môn, và bàn chung lại đó để kiểm soát cái gì, kiểm soát cái tầm bao nhiêu các cái bộ môn, cái phối hợp về xung đột giữa các bộ môn, rà soát các thay đổi thiết kế. Còn có một cái này là tôi muốn nói, nó sẽ được tính được thiết kế, đó là đánh giá cái tính khả thi trong thi công. Cái này rất kịp được chú ý, nhưng nếu một cái hồ sơ thiết kế mà ra ngoài không đọc được, hồ sơ thiết kế nó không thể nào gọi là đạt được, thì cần có cái sự tham gia của nhà thầu, chuyên gia của nhà thầu, thì cái tính năng năng dễ hơn. Tôi xin chuyển qua giai đoạn thi công. Thì cũng tương tự như thiết kế cái mô hình này cũng vậy, nó cũng đi từ tầm được chất lượng, rồi đảm bảo chất lượng, chắc cũng được. Thì đối với cái thi công đó, thì nó cũng có ở giai đoạn tập định chất lượng, thì nó cũng là sản phẩm của hoạch định chất lượng của thi công, nó cũng là một cái hồ sơ kế hoạch quản lý chất lượng của dự án. Thì ở phía nhà thầu chúng ta làm gì, chúng tôi thiết lập cái mẫu này, thành phần hồ sơ bên nhau này, nó cũng được thì ở đây thời gian nó khác rồi để nó chi tiết hết được. Nhưng mà cái mẫu nó dựa trên gì, dựa trên cái quy định của tổ chức. Còn quên cái dự án cụ thể, từ cái mẫu này, quen dự án công trường, họ sẽ lấy cái mẫu này kết hợp với cái yêu cầu hợp đồng của dự án cụ thể đó, để họ chỉnh nó lại thành cái kế hoạch quản lý chất lượng của cái dự án đó, cái cách tổ chức của dự án đó, để đáp ứng yêu cầu của dự án.
trong cái việc đảm bảo chất lượng ở giai đoạn thi công thì đầu tiên là tổ chức quản lý chất lượng đối với nhà thầu á, cách bên trong nhà thầu làm sao thường bây giờ là yêu cầu anh phải làm đúng thế này thế này thế này, nhưng mà làm sao để đúng như thế thì đó là câu chuyện không dễ dàng. Còn cái này là một cái quyết định của các nhà thầu, thì cái cách của tổ chức là nó có cái tổ chức thành lập và quản lý chất lượng như thế này. Ở đây là công ty nó có phòng QC, cái phòng QC này là cái người sẽ là cái chủ của QC với người anh này anh hai đồng sếp sếp của công ty và sếp của chị này, thì như thế nó mới đảm bảo xuyên suốt chủ trương về chất lượng của chính sách chất lượng công ty có gì bị ảnh hưởng. Và đó cái để không có nói đánh thì nó có cái ma cảnh là gì gì đó phòng QC của công ty với cái anh ban chỉ huy của dự án, các anh giám sát cái dự án, anh trưởng ban dự án là trong suốt cái tiến trình về chất lượng của dự án đó, từng giai đoạn như thế thì vai trò trách nhiệm của bên như thế này để mà thấy à, và để mà tất cả các dự án đó đảm bảo được chất lượng của công ty thì nó sẽ phải có cái sự kiểm soát chất lượng định kỳ hoặc là tại những thời điểm quan trọng của dự án. Ở trên dự án thì chúng tôi phân công giám sát theo khu vực để có ở chỗ nào là phải có người chịu trách nhiệm về chất lượng ở đó, chứ không có cái chuyện mà chung chung cuối cùng là cho chung vai thấp họ mà chịu. Rồi nó có một việc lúc nãy anh Định có nói đây là nghiệp không một, thì cái chuyện này nó liên quan đến chuyện mua sắm trong cái hợp đồng với nhà thầu cũ, nếu không có ràng buộc cái trách nhiệm về nghiệp thu với bên em thì khi ta nghiệp thu ổng xong cơ quan nghiệp thu ông A không ok quay lại không sợ à, thì cái chuyện ràng buộc này bắt đầu từ đầu là tôi sẽ nghiệp thu cho anh thôi tới khi anh A ok với tôi, thì cái việc này rất là quan trọng. À, tôi xin đi qua tiếp theo trong cái mở cái đường đó là cái hệ thống quy trình bởi được thì tương tự như các cái việc khác là sẽ có những cái hệ thống quy trình mỏng cho cái quản lý chất lượng và công ty thiết lập còn ở từng dự án cụ thể với cái tổ chức của bên ngoài nhà thầu là của chủ đầu tư cách thức tổ chức như thế nào đấy thì sẽ được điều chỉnh cái này cho phù hợp cho được. À, một cái quan trọng nữa là cái dự án thi công thì cái này thì thường sẽ trong quản lý chất lượng sẽ không có rõ lắm, nhưng cái này cực kỳ quan trọng và trên một cái dạng xây dựng thì tôi tổ chức và người chia các cái việc đó trong công trình ra gọi là A là đặc biệt quan trọng, là B quan trọng và là C là loại bình thường. Thì đối với cái loại đặc biệt quan trọng kiểm soát bởi công ty, có nghĩa là từ thiết kế kiểm tra là của công ty đấy. Còn vì sao? Ví dụ như trên tôi quản lý vài chục công trình xây dựng thì cái từng ban dưới ở dưới về cái trình độ cho các lĩnh vực phức tạp đó họ không thể làm được, họ không thể đảm bảo được chắc chắn độ. Và ở cấp công ty thì cái đội ngũ nó chuyên môn hơn nó sẽ làm việc tốt hơn. À, đối với cái loại B là loại quan trọng thôi thì đã công trường để thiết lập như là thiết kế nhưng mà công ty kiểm tra, và để hỗ trợ cái việc này thì cái tổ chức của công ty là đối với cái loại A là có cái sổ tay kiểm, trong đó tổ chức là hướng dẫn thiết kế tính toán hay là triển khai thi công mọi thứ như thế này. Và đối với cái loại B là loại cho công trường thì chúng ta đưa ra cái hướng dẫn tương ứng với việc đó. Rồi cái hệ thống ITP thì lúc nãy cũng có những giải quyết cũng có nói nó là cái con đường rõ để lập cái hợp sẽ được được trong như không, tại vì nó là bây giờ bắt đầu có cái gì là cái gì là sử dụng ITP thì cái cách tôi tưởng là thiết lập tất cả các ITP cho tất cả các công tác mẫu của dự án xây. Còn ở công trường thì cũng như các phần khác là anh em sẽ triển khai cái đó là chi tiết tương ứng với dự án. Ví dụ như là ở công trường thì sẽ phải có cái tiêu chí chất lượng của dự án đó cho từng công việc, nó là cái gì. Ở cái chỗ này thực ra nó rất là hay à, nó tránh được những cái xung đột của giám sát của nhà thầu nếu chúng ta làm tốt à, rồi để mà đảm bảo chất lượng thì phải có cái công tác đào tạo phục vụ và đào tạo công trường từng đầu của dự án. Ta đi qua phần kiểm soát chất lượng, kiểm soát chất lượng có kiểm soát chất lượng cung ứng, kiểm soát chất lượng thi công. À, trong cái cung ứng thì phía các công ty sẽ là việc là đánh giá năng lực của các nhà cung cấp và tham gia đánh giá năng lực của họ sau dự án để từ đó là giữ họ lại cho dự án cái tiếp hay là đưa họ vô cái danh sách đen 21 cũng mở. Nó có cái sổ tay kiến nghị hoặc liệu, tức là thực ra đi từ cái tiêu chuẩn nhưng mà viết lại theo một cái cách mà nó dễ áp dụng để ở công trường họ có thể sử dụng dễ dàng được cho các cái công tác kiến nghị liên quan đến vật tư, liên quan đến thiết bị và liên quan đến nhà thầu phụ. Thì nhà thầu phụ thì ngoài cái chuyện lúc nãy tôi nói là đánh giá lựa chọn nhà thầu phụ thì nó có cái chuyện nữa là trong cái công trình xây dựng đối với những cái khó quan trọng ấy, thì phải có sự tham gia của phần kiểm soát chất lượng hoặc là của phần kỹ thuật của công ty trong cái việc chọn thầu, đánh giá thì chọn thầu cho các khó thầu quan trọng. Rồi nếu chọn cái anh nhà thầu này mà không đúng không ổn
thì nó sẽ mang đến cái rủi ro trong tiến trình triển khai dự án. Thực tế đã gặp, ví dụ như là chọn cái ông này, ông là neo neo đó, là neo trong cái vùng có nước, nhưng mà sau đó vì giá cả đi chọn cái ông khác không đúng theo cái hướng dẫn của cái bộ phận kỹ thuật, thì cái ông kia ổng quan cho cái công nghệ của ổng không giữ được nước, thế là nước nó vụt ra công trình nó sập nhà lăn đặng, thì cái chuyện đấy rất là rủi ro. Không những cho nên đối với những nó lăn đặng về thi công thì có một vài cái để kiểm soát chất lượng, như là dùng cái hình ảnh thì nó sẽ khi gặp cái vấn đề thì chúng ta có thể thấy được cái dấu hiệu che lấp. Rồi đối với những cái biện pháp thi công quan trọng á, thì có cái sự kiểm soát của cái giám sát của các công ty tại những cái điểm dịch vụ quan trọng. Rồi audit thì là cái có cái audit của ngành giặt, tức là của công ty đi kiểm tra công trường, thì audit cái gì đó về hồ sơ chất lượng và chất lượng thi công, rồi cái việc tuân thủ các quy định của công ty. Và từ cái audit này, tức là nếu không thấy vấn đề thì là vấn đề đấy là sự không tuân thủ các cái biện pháp. Nếu mà tuân thủ biện pháp mà nó có vấn đề, nó có lỗi thì lại là phải quay lại cái biện pháp nó ổn không, cái quy định nó có ổn không, cái phần QA nó ổn không, thì từ đó nó sẽ có cái đề xuất về chất lượng, lúc đó chúng ta sẽ cập nhật lại cái hệ thống. Thì cái thời gian nó không cho phép mình chỉ được chỉ nói tổng thể như thế, còn cái gì mà cần trao đổi thêm trong cái lúc mình trao đổi thì mình sẽ trao đổi sau. Xin cảm ơn. Dạ, vâng, xin cảm ơn ông Phụ, chúng tôi đã được hiểu rồi. Thì như ông Phụ, chúng tôi